20 tháng 8 1994, Hòa Thượng trên đường đến sân bay Nice lấy phi cơ trở về Paris. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng. Xin nhắc lại, Paris Nice 933 cây số. Đường hầm, hai làn xe chạy. Nhà ga, sân bay Nice. Sáu giờ 58 phút, gần đến giờ bay, Hòa Thượng qua khỏi cổng đi thẳng đến phi cơ đón sẵn bên ngoài. Phi cơ lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Hòa Thượng bắt đầu làm việc với quyển sổ tay trên đường trở về Paris. Về đến Paris 2 giờ chiều, Hòa Thượng giảng tại chùa Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Trung Quán, năm nay được 76 tuổi. Đề tài giảng, 6 căn là cội nguồn sanh tử, số dự thính khoảng 50 vị. Chúng tôi mới đến thăm Hòa Thượng tuần sau
để thăm chư tăng chư ni và quý Phật tử. Nhiều thì nó càng bệnh, chứ nó đâu có đem lại cái tốt đẹp hoàn toàn cho chúng ta. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta đòi cho thỏa mãn những cái nhu cầu của sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thì càng thỏa mãn thì nó càng tăng bệnh, chứ nó không phải là hết bệnh, phải không? Nào bây giờ, cái người muốn thỏa mãn lỗ tai, người muốn thỏa mãn con mắt thì cũng vậy. Và cứ như vậy mà làm cho bệnh càng ngày càng thêm, chứ nó không có phải hết. Mà đã biết như vậy thì quý vị nghĩ, chúng là chúng ta đòi thỏa mãn, hạn chế con mắt đừng dính với sắc nhiều, hạn chế cái lưỡi đừng dính với thức ăn nhiều thì tốt, hay là chúng ta đòi thỏa mãn nó là tốt? Cái nào tốt hơn? Đó là tôi muốn đặt vấn đề để cho tất cả quý vị thấy. Chúng ta tưởng rằng ai mà được thỏa mãn những cái đòi hỏi đó thì người đó là hạnh phúc, nhưng sự thật không phải vậy. 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8, 94, nhằm ngày rằm tháng 7, Hòa Thượng đến chùa Linh Sơn dự lễ trai tăng và giảng nói về ngày lễ Vu Lan. Thính giả đông chặt cả trong lẫn ngoài giảng đường, rất hào hứng, vỗ tay hoan hỷ. Ngài chư tăng tự tước, hàng Phật tử tại gia chúng con nguyện noi gương theo đức đại hiếu Mục Kiền Liên, sắm sửa trai tăng, cúng dường lên chư tôn đức hiện tiền tăng. Nạp họ buổi lễ trai tăng hôm nay cho chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vu Lan tháng hội ngày rằm tháng 7, quý Phật tử đang thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường, nhất là cái dịp này có Hòa Thượng Viện Chủ Thường Chiếu Trúc Lâm quá bước đến đây để thăm viếng, thiệt là hết sức tốt. Chiều có cái giờ lễ công cộng xong, Hòa Thượng sẽ ban bố cho quý vị những thời pháp yếu đặc biệt. Khi đó Hòa Thượng, vị Hòa Thượng xin chắp tay. Chùa các nước ở Âu Châu đến đây để học thờ sẽ ban bố cho quý vị một thời pháp. Chúng tôi có ít lời giới thiệu rất ngắn và xin nhường lời lại cho Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời trước tiên của chúng tôi là xin chào mừng và thăm viếng tất cả quý vị, vì đây là lần đầu của chúng tôi được gặp tất cả quý vị đông đảo thế này. Phật giáo truyền sang Việt Nam, cái gương ở nhà Mục Kiền Liên là một gương sáng, nó thích hợp với Phật giáo Việt Nam, cho nên các ngài đặt làm cái lễ quan trọng để nhắc nhở cho tất cả Phật tử gần xa hay là người lớn kẻ nhỏ đều ý thức rằng cái ngày lễ Phật, nhất là cái ngày lễ Vu Lan, là một hình ảnh đẹp đẽ, là một gương sáng ngời, chúng ta phải hằng nhớ hằng biết, chứ không có thể nào lơ là được. Bởi vì quý vị nghĩ người Việt Nam mình tôn trọng cái chữ hiếu làm đầu, thì cái điều đó có sai, có lệch hay không? Chắc là không. Bởi vì từ trên đến dưới ai cũng thấy rõ, chúng ta là con thì đối với cha, với mẹ, chúng ta là một người đã thừa hưởng
được cái sự trao truyền từ cha mẹ mà mình mới có được cái hình thức này, cái thân thể này, thì sự trao truyền đó đối với chúng ta là huyết thống chứ không phải là cái chuyện ở bên ngoài. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của chúng ta là cái vui, cái buồn, cái đau khổ của cha mẹ. Cho nên cũng giống như con vậy, thường thì người ta quan niệm rằng tu ăn chay khoảng 1 tháng 4 ngày hoặc là 6 ngày là đủ rồi. Thì kính thưa thầy, nếu mà mình làm như vậy thì có đúng cái ý nghĩa tu không? Cái việc ăn chay như vậy đó nó có cần thiết không? Xin thầy. Tu không phải ăn chay mới là được đạo, mà quan trọng nhất là biết tu. Giả sử người đó chưa từng ăn ngày chay nào mà biết bỏ hết những cái niệm xấu ác, còn toàn những niệm thiện, thì đó cũng là người tu rồi. Còn nếu ăn chay thiệt giỏi, ăn chay trường mà ai động tới thì giận, ai động tới thì phiền não, thì e chưa biết tu. Chỉ biết ăn chay chứ chưa biết tu. Bởi vì chữ tu chứ ăn chay nó khác. Tu là sửa đổi cái hư, cái xấu mình bỏ để thành cái hay, cái tốt. Còn ăn chay đó, bây giờ có nhiều người họ không tu mà muốn cho khỏe mạnh, họ cũng tập ăn chay. Thì như vậy thì nó là một cái phương tiện, chứ nó phải là cứu kính. Mà cứu kính là cái chỗ mình tập chuyển đổi những cái hư, cái dở, cái xấu ác thành hay tốt, đó là tu. Nên nếu nói ăn chay mới tu thì mấy sư Nguyên Thủy đầy mình. Phải không? Thì quý sư đâu có ăn chay, vậy quý sư không tu sao? Phải không? Phải. Thay Phật và đại diện toàn thể các đệ tử, chúng con xin thành tâm tri ơn Hòa Thượng và ngưỡng mong Hòa Thượng chấp nhận cho chúng con được thân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tán tham sân hận. Anh đạo hằng mong tiến lên dần. Ở đâu bây giờ?
Lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 8 94, Hòa Thượng lấy tàu hỏa TGV đi Grenoble, 557 cây số đông nam Paris, đến thăm chùa Hoa Nghiêm. Đến nơi lúc 9 giờ 45 phút, Phật tử đến đón và cung thỉnh Hòa Thượng về chùa Hoa Nghiêm lúc 10 giờ 15. Chiều 2 giờ giảng, đề tài Tam Huệ Học, số dự thính khoảng 50 vị, có kết quả tốt. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt, Việt Nam. À, chúng tôi không phải ngàn dặm mà cả muôn dặm. Vì có cái duyên cho nên hôm nay chúng ta gặp lại ở đây. Đó là nói theo cái lời người xưa. Còn nói theo Phật Pháp thì Phật dạy Phật quá hữu duyên nhân, tức là Phật dạy người giáo hóa người có duyên. Hơn nữa còn phải gặp Tăng hay là Ni, chư Tăng hay chư Ni. Như vậy thì cái thứ nhất là mình phát tâm đi chùa, đó là mình có cái nguyện, có cái ước muốn mở sáng trí tuệ là điều thứ nhất tốt rồi đó. Nhưng mà nếu đi chùa không, lại Phật rồi về thì chưa đủ, mà phải qua cái thứ hai, phải gặp Tăng hay là Ni. Hay là chùa Tăng thì phải gặp quý thầy, chùa Ni thì phải gặp quý cô. Đó là cái điều kiện thứ hai, cái tốt thứ hai. Được gặp không? Đủ chưa? Chưa. Và phải cái thứ ba là phải làm gì? Gặp rồi phải thưa hỏi. Thưa hỏi. Chứ gặp rồi cứ chào cái này cũng chưa có nghĩa lý gì hết. Phải không? Cho nên gặp chứ Tăng. Đó là cái điều kiện thứ ba. Cái tốt thứ ba. Mà thưa hỏi rồi đủ chưa? Còn sao nữa? Thưa hỏi rồi. Về mình phải suy gẫm cho kỹ, đó gọi là chánh tư duy đó. Phải nghiền ngẫm cái câu của vị Tăng, của vị Ni đã trả lời, dạy mình thế nào, mình suy gẫm cho thật kỹ, thật đúng. Đó là cái điều kiện thứ tư, là suy gẫm đúng rồi,
đủ chưa? Cũng chưa đủ nữa. Tới điều kiện thứ năm á, là khi suy gẫm mà thấy lời nói đó là đúng, hợp lý, thì mình phải thực hành, ứng dụng tu. Đó là năm điều kiện Phật dạy Phật tử đi chùa phải đủ năm điều đó là có thực hành. Do đó nên đi chùa khá lâu mà trí tuệ nó chưa có sáng, phải không? Sáng chưa? Chưa. Đó là tại vì mình thiếu mấy điều kiện đó. Thì ở đây tôi nói ba cái món tuệ học, tức là văn tuệ, là mình thưa hỏi đó, hỏi rồi mình nghe dạy, đó là văn. Thành cái văn tuệ này nó gồm cái các vị thầy, tăng, ni, hoặc là mình đọc sách Phật, hoặc là mình nghe băng giảng, để mình nhờ cái nghe, cái đọc và cái thưa hỏi mà mình mở sáng trí tuệ, thì cái đó gọi là văn tuệ. Như Hòa Thượng đi xem cảnh chùa Hoa Nghiêm. Nghiêm, Hòa Thượng đến viếng chùa Tây Tạng ở trên núi, cách thành phố Cơ Nớp khoảng 60 cây số. Đây, quang cảnh phía trước chùa Tây Tạng nhìn ra ngoài là một dãy núi và đồi ở tận phía xa. Đây là phòng khách của chùa. Được người Pháp kính trọng, cúng tiền làm công quả xây dựng. Người Pháp theo Phật giáo Tây Tạng đến 1 triệu người, và các sư Tây Tạng thành lập nhiều trung tâm tu tại nhiều nơi ở Pháp. Ngài Đạt Ma, bây giờ ít quá, chúng tôi lẽ ra ở đây hầu thăm lâu lâu, nhưng vì bận không có ở lâu được, xin thăm Ngài và chúc Ngài được an vui, khỏe mạnh. Khi trụ trì Tây Tạng đón tiếp Hòa Thượng vui vẻ, mặc dù chủ và khách không nói với nhau được tiếng nào. Tôi ở bên Việt Nam mới qua. Như thầy nhất hạn ở đây. Rời chùa Tây Tạng lúc 5 giờ chiều, đến 6 giờ 35 phút, Hòa Thượng ngồi trên tàu TGV trở về Paris lúc 10 giờ 10 đêm. Tổng cộng đi trong ngày 1.300 cây số. Đây, cảnh dưới chân Tour Eiffel lúc ban đêm. Trước mắt là công viên Champs-de-Mars. Thang máy bên trong Tour Eiffel đưa du khách lên xuống liên tục đến 3 tầng. Tầng 1 có nhà hàng và gian hàng bán đồ kỷ niệm. Tầng 2 và 3, ở trên độ cao này, du khách có thể thấy được toàn cảnh rộng lớn của thành phố Paris. Du thuyền Batomus lúc ban đêm. Giá vé đi chơi trong 2 tiếng đồng hồ khoảng 80.000 đồng Việt Nam, cũng không đắt. Một chiếc ghe máy đưa du khách đi chơi trên sông Sài Gòn cũng khoảng 40.000 đồng một giờ.
bảo tàng viện với ánh đèn sáng rực. Mười giờ sáng ngày 24 tháng 8 1994, trên xe 9 chỗ ngồi, hòa thượng khởi hành đi Thụy Sĩ, ra đến xa lộ lúc 11 giờ. Paris Thụy Sĩ 600 cây số. Xe sắp chung vô đường hầm. Đường hầm hai làn xe chạy, dài khoảng 1 cây số rưỡi. Trạm biên giới Thụy Sĩ. Đến chùa Linh Phong lúc 8 giờ tối, song trời vẫn còn sáng. Phật tử độ vài mươi người đến đón. Đó là cái điều chúng tôi thấy nó làm cho Phật Pháp không được bền vững lâu dài, mà nhất là ở nước ngoài, quý vị lớn tuổi rồi sẽ từ từ trở về cái cõi bên kia, rồi nhường lại cho lớp người nhỏ. Mà nếu lớp người nhỏ thấy cái lối theo đạo Phật, tính cách quyền hoặc của ông bà cha mẹ, thì chắc rằng mấy đứa nhỏ nó sẽ chán, nó sẽ tránh xa đạo Phật. Thì đó là một cái lỗi rất lớn. Vì vậy